Chồng sao nào làm Bạch Dương mê mệt nhất? Là chồng sao đầu tiên của cung Hoàng đạo, Bạch Dương luôn thích thể hiện bản thân mạnh mẽ. Bạch Dương được sao Hỏa chiếu mệnh, nên họ thường là người tràn đầy năng lượng, có quyết tâm cao. Bạch Dương là người thích được trưởng thành qua thử thách và muốn trở thành người đầu tiên chinh phục được điều gì đó mới mẻ. Bạch Dương có sức sống kỳ diệu, đáng kinh ngạc và vượt trội. Họ gây ấn tượng vì sự trung thực, thẳng thắn về cuộc sống và các mối quan hệ. Tuy nhiên, họ nổi tiếng với tính cách thiếu kiên nhẫn và quá thô bạo. Bạch Dương có khuynh hướng dễ nổi nóng, nhưng may mắn thay cũng dễ tha thứ và nhanh quên khi người đó yêu quý họ. Trong chiêm tinh học, khi nói về tình yêu, Bạch Dương phù hợp với nhóm lửa hoặc nhóm khí. Cụ thể, cung Bạch Dương dễ bị mê mệt bởi chồng sao nào hãy cùng mật ngữ 12 hai chồng sao khám phá ngay bây giờ nhé một bạch dương mê mệt các chồng sao song tử nhân mã và sư tử với song tử kết quả của sự gắn kết giữa bạch dương và song tử là mối quan hệ sôi động bạch dương và song tử thích chia sẻ cùng nhau những kiến thức và tin tức mới mẻ trong đời sống tình dục bạch dương thích là người dẫn dắt còn song tử hạnh phúc hơn khi đưa sự đổi mới để làm hài lòng đối phương đây thực sự là một mối quan hệ đầy đam mê và nóng bỏng bạch dương sống thiếu song tư như là lửa không thể tồn tại mà không có không khí cả hai người thích tán tỉnh và yêu thích sự tự do vì vậy đây có thể là một mối quan hệ lý tưởng nhất trong các chòm sao song tử thích sự thay đổi và lãng mạn miễn là cuộc sống sáng tạo và thú vị bạch dương là người có thể hoàn thành những ý tưởng hoang dã nhất của song tử sự tinh tế và thoải mái của bạch dương khiến đối phương mê mệt song tử sẽ được bạch dương thử thách về lòng trung thành và nếu cho họ thỏa mãn tính sở hữu mối quan hệ này sẽ trở nên thú vị đến bất ngờ với nhân mã nhân mã cũng là chồng sao có năng lượng phù hợp với sức hút tự nhiên của bạch dương cả hai thích giao lưu xã hội hoạt động do đó mối quan hệ này chắc chắn sẽ tràn đầy niềm vui và sự khám phá những điều mới lạ cặp đôi này cũng là sự kết hợp tuyệt vời trong phòng ngủ sự tương thích về đời sống tình dục của họ mang lại sự hài hòa cho các khía cạnh khác của cuộc sống nhân mã và bạch dương đều quan tâm đầy đủ tới tinh thần và thể chất họ tạo nên cảm giác thách thức lẫn nhau nhưng cũng đủ chia sẻ những hoạt động yêu thích và những điều tương đồng khi lửa gặp lửa khiến ngọn lửa thêm bùng cháy nhưng nếu không cẩn thận có thể làm cháy cả chính mình mặt khác tình yêu này là một cuộc phiêu lưu kỳ thú vì vậy cặp đôi sẽ có nhiều câu chuyện tuyệt vời để kể với con cháu tuy nhiên họ cũng có những bí mật riêng vô cùng thú vị trong hai cung hoàng đạo bạch dương mạnh hơn nhưng nhân mã sẽ hăng hái theo sau để tận hưởng những điều hay ho mà bạch dương mang lại bên cạnh đó họ cũng đánh giá cao và thực sự bị cuốn hút bởi kỹ năng xã hội hoàn hảo của nhân mã vì thế nếu hỏi cung bạch dương hợp với cung nào chắc chắn câu trả lời phải có tên nhân mã với sư tử nếu sư tử và bạch dương có thể làm chủ được nghệ thuật chia sẻ cuộc sống cùng nhau tình yêu sẽ đến kèm theo sự ngưỡng mộ và khen ngợi, đây có thể là một sự kết hợp mạnh mẽ và đặc biệt. họ cũng sẽ có cuộc sống tình dục năng động và phiêu lưu. cả hai chồng sao này đều nổi bật nhất trong cung hoàng đạo, tuy nhiên sư tử nổi bật hơn bạch dương. bạch dương là chồng sao đầu tiên và giống như bất kỳ loài được sinh ra đầu tiên nào, họ đã quen với việc trở thành số một. tương tự, sư tử thích là người quan trọng nhất và đẩy Bạch Dương ra khỏi vị trí này, không chút nghi ngại. Sư tử biết cách làm việc với đám đông, tốt hơn bất cứ ai. Bạch Dương có thể dễ dàng trở nên ghen tức nếu không được ở vị trí số 1. Nếu cặp đôi này có thể vượt qua được những khuynh hướng tự nhiên của mình thì họ sẽ có một tình yêu lâu bền. Hai, Bạch Dương hoàn toàn không phù hợp với các chồng sao? Sử nữ, Ma kết và Kim Ngưu với xử nữ. Nếu hỏi cung Bạch Dương, hợp với cung hoàng đạo nào, thì phải loại xử nữ, ra khỏi danh sách này đầu tiên. Nhu cầu lãnh đạo của Bạch Dương, mâu thuẫn với tính cách hay phê phán, khắc nghiệt của xử nữ. Họ cũng có xu hướng tình dục rất khác nhau. Bạch Dương là người mạnh mẽ, thích nhanh chóng, và khá nóng vội, trong khi xử nữ, lại thích được bao bọc, nên mọi thứ đều cần thời gian và sự kiên nhẫn, vì thế, Cả hai không thể chịu đựng được nhau. Mối quan hệ này chỉ có thể thành công nếu cả hai bên đều sẵn lòng kiên nhẫn và cần thời gian dài tìm hiểu. Với Ma Kết, cả Ma Kết và Bạch Dương đều là các nhà lãnh đạo, nhưng thật không may, họ có những cách khác nhau hoàn toàn, vì thế, không thể ngăn được sự chạm trán giữa họ vì không tìm được tiếng nói chung. Hai người thường xảy ra mâu thuẫn trong vấn đề tiền bạc trong khi bạch dương sống hoang phí còn ma kết thì rất tiết kiệm bạch dương cũng thích sự đa dạng và mới mẻ trong khi ma kết vẫn truyền thống một cách nghiêm túc vì thế giữa họ thường xảy ra bất hòa là điều không thể tránh khỏi nói tóm lại họ khó có thể chung đôi vì quá nhiều điểm khác biệt với kim ngưu hai người rất khó khăn khi nhìn vào mắt nhau vì kim ngưu và bạch dương có hai cách tiếp cận cuộc sống hoàn toàn khác. Bạch Dương tràn đầy năng lượng và thích di chuyển, trong khi Kim Ngưu rất là chậm để bắt đầu và cần nhiều thời gian để thích nghi. Bạch Dương thích mạo hiểm và có nhiều trải nghiệm, trong khi Kim Ngưu thường thích cuộc sống quanh ngôi nhà của mình. Đặc điểm của Kim Ngưu là thích kiếm tiền, trong khi Bạch Dương lại thích tiêu tiền hơn là kiếm. Vì vậy, tiền cũng là một chủ đề phổ biến cho các cuộc tranh luận của cặp đôi này. Mặc dù, có thể tìm kiếm sự cân bằng cho họ, nếu cả hai sẵn sàng vì nhau, nhưng hầu hết các cặp đôi Kim Ngưu và Bạch Dương đều có khuynh hướng chia tay sau một thời gian ngắn vì họ không thể thỏa hiệp. 3. Bạch Dương khá tương thích với các chòm sao. Bạch Dương, Thiên Bình Với Bạch Dương Cũng giống như nhiều cặp đôi cùng cung khác, đó có thể là một sự kết hợp tuyệt vời tràn đầy năng lượng hoặc là một công thức cho thảm họa bởi vì không ai trong số họ muốn hỗ trợ cho vai trò của người kia thành công phụ thuộc vào việc liệu hai người có thể nhường quyền điều hướng mối quan hệ cho người kia hay không đây có thể là một mối quan hệ rất mạnh mẽ đầy đam mê và cảm xúc hai bạch dương ngay lập tức hiểu nhau dù không phải nói nhiều tình yêu của họ có thể trở nên kỳ lạ vì tìm thấy một người giống hệt mình về tất cả mối quan tâm trong xã hội với thiên bình bạch dương và thiên bình ban đầu cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ họ hợp với nhau cả trong đời sống tình dục và những mối quan tâm khác tuy nhiên nếu bạch dương bắt đầu áp đặt quá nhiều yêu cầu cho thiên bình khi mối quan hệ đã trở nên sâu sắc hơn thì con người hay thay đổi như thiên bình chắc chắn sẽ đi tìm đối tượng khác. Dù sao, nếu hiểu và nhường nhịn nhau, vẫn đủ duy trì mối quan hệ, cơ hội cặp đôi này có thành công hay không phụ thuộc vào cơ hội hai người gặp nhau. Bạch Dương thích được thể hiện sự có trách nhiệm và Thiên Bình không có vấn đề gì khi phục tùng người kia. Bạch Dương đánh giá cao kỹ năng xã hội cũng như khả năng thích ứng như tắc kè hoa để phù hợp đám đông của Thiên Bình. Tuy nhiên, thiên bình cần phải hạn chế những khuynh hướng tự nhiên của mình để làm bạch dương an lòng bạch dương sẽ không ngần ngại chi tiêu tiền để có được niềm vui của người ấy nhưng không chi tiêu cho sự phù phiếm đây cũng là một cặp đôi khá thú vị trong vòng tròn hoàng đạo